Sau gần 2 tháng tách chuồng để cho mấy ỉm làm việc thì đến hôm nay ba Dũng đã quyết định dồn chuồng lại. Dồn lại để làm gì? Dồn lại để dễ dàng chăm sóc tại thôi. Vì hiện tại thì vợ chồng mình cũng không có nhiều thời gian lắm nên dồn lại để tiện cho ăn và dọn dẹp chuồng đó. Loay hoay thì cũng sẽ gần tới ngày mấy em này lâm bồn thôi. Khi lâm bồn thì chắc chắn sẽ có clip mới cho cả nhà mình xem nè. Và cả nhà hãy chờ mình nha. Vợ chồng mình sẽ ra nhiều clip hướng dẫn cả nhà mình từ trộn đất ấp đến cách canh chỉnh nhiệt độ trong lò và cách xử lý trứng khi mà những bé rồng của mình vừa mới đẻ xong, cách theo dõi trứng hàng ngày, cách xử lý những cái trứng mà bị nấm nè. Nói chung là rất nhiều những cái kinh nghiệm mà tụi mình tự chắt lọc được trong thời gian vừa qua sẽ cố gắng chia sẻ hết cho cả nhà mình luôn nha.